Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Đảng Cộng sản lại sợ ông Tô Văn Lai đến như thế? Người Cộng sản thường tự xưng là vô thần, không trời Phật thánh thần gì cả, nên chúng ta cứ nghĩ họ cũng ngon lành như vậy, không sợ gì hết. Trời Phật thánh thần còn không sợ thì nói gì đương kim thủ tướng. Cũng thường tung những câu nói trước Bộ Ngoại giao Mỹ như sợ gì. Nhưng thực tế thì họ lại sợ đấy. Họ sợ một ông cụ trói gà không chặt vừa mới qua đời, đó là cụ Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga Paris By Lai ở hải ngoại. Sau khi cụ Lai qua đời, báo chí Việt Nam trong nước cứ gỡ đây là dịp để hòa hợp, hòa giải, thúc đẩy nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản, bèn hăng hái đưa tin về con người và sự nghiệp phát triển văn hóa của cụ Lai. Ai dè đâu, vài giờ đồng hồ sau, tuyên giáo của Đảng đồng loạt bắt xóa hết. Có thể nói rằng cụ Tô Văn Lai là người có công lớn trong việc giữ gìn và phát triển âm nhạc Việt Nam trong thời hiện đại, nhất là phần âm nhạc miền Nam Việt Nam. Đứng trước nguy cơ bị chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nước chủ trương xóa bỏ. Có thể thấy có đủ loại âm nhạc trong chương trình Thúy Nga Paris By Night, từ thể loại Bolero Việt Nam buồn bã của những lính chiến tranh thời đó, cho đến những tác giả tiền chiến có khuynh hướng siêu thực, từ cải lương Bình Dân Nam Bộ cho đến các tác giả lớn như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, vân vân. Đó không chỉ là âm nhạc và văn hóa mà còn là lịch sử Việt Nam nữa. Lịch sử Việt Nam rất phức tạp, đau thương, kéo dài cả thế kỷ. Cả hai điều đó, văn hóa và lịch sử, đều là hai điều mà người Cộng sản Việt Nam rất sợ. Họ luôn tìm mọi cách để xóa nhòa quá khứ. Một nền văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam lai tạp chủng và đầy bạo lực. Đối với văn hóa, người Cộng sản chủ trương chỉ có một loại văn hóa mà họ gọi là văn hóa vô sản, phản ánh quan điểm lập trường của Đảng Cộng sản cầm quyền. Họ nói như thế, nhưng dường như có nhiều người cho rằng họ cũng chẳng biết họ nói gì, và họ cũng chẳng thụ hưởng loại âm nhạc của họ. Ta thấy có ba loại nhạc mà họ có suy cổ suý. Loại thứ nhất, sắt máu chiến tranh cách mạng như kiểu súng Anh trên đầu cao nã vào đầu giặc Mỹ. Loại thứ hai là xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, xí nghiệp, quốc doanh kiểu như xây cho nhà cao, cao mãi, vân vân. Và loại thứ ba là loại ca ngợi lãnh tụ và các cội đảng. Cả ba loại nhạc này thật ra đều những là những bài tuyên truyền kèm theo giai điệu cho người ta dễ nhớ. Một kiểu thập cẩm mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra cho người dân. Đây là hình ảnh Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà thi Miss World 2021 biểu diễn bài Cô gái vót chồng đầy bạo lực và thù hằn trong phần thi tài năng được truyền thông nhà nước lăng xê, nhưng quốc tế thì kinh ngạc. Đối với lịch sử, không ai lạ gì về Cộng sản Việt Nam, họ thường chủ trương xóa bỏ hết, nhất là những sự kiện liên quan đến sự tàn bạo, chết chóc mà họ gây ra. Nếu bạn đọc và có dịp đến Bắc Kinh, hỏi những người trẻ tuổi ở đó về sự kiện Thiên An Môn, thì gần như toàn bộ tin rằng không có gì xảy ra vào những năm 1989. Rất nhiều thanh niên Trung Quốc hoàn toàn không biết về sự kiện đẫm máu đó vì nó không có trong bất cứ tài liệu nào bên trong Trung Quốc. Tương tự như vậy, đại đa số người Việt Nam lớn lên trong nước cũng không biết gì về việc vượt biên tù cải tạo, chứ đừng nói đến thảm sát mậu thân cho xa xôi. Kết quả của nền văn hóa vô sản này là gì? Là những người trống rỗng về văn hóa, cư xử với bản năng sinh học trong xã hội. Nhưng chỗ trống đó lại là chỗ trống mà Đảng Cộng sản Việt Nam không lo lắng, vì họ có thể thao túng được đám quần chúng rỗng tếch về văn hóa với ban tuyên giáo và hàng ngàn tờ báo đài của Đảng ngày đêm tuyên truyền. Đó là lý do vì sao họ sợ ông Tô Văn Lai, sợ công việc giữ gìn văn hóa của ông, một hệ thống ý thức và hành xử mà người Cộng sản Việt Nam khó có thể kiểm soát được. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chém gió rõ ràng, song phẳng, mẹ nó sợ gì, ở ngay trong chuyến công du sang Mỹ trong Bộ Ngoại giao. Điểm quan trọng nhất của chế độ toàn trị Cộng sản là kiểm soát và luôn luôn kiểm soát. Họ chẳng sợ gì, họ chỉ sợ không kiểm soát được lòng dân mà thôi. Họ đã rất sợ hãi khi thấy đám đông đổ ra đường đưa đám tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 2001, hay đám đông theo thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ông lần đầu tiên về nước vào năm 2005. Và họ đã sợ hãi trước một người làm nghệ thuật chân chính như ông Tô Văn Lai. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Lan có biết chăng? Sau những lời ra tiếng vào về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, một số viên chức hữu trách đã nghỉ hưu bắt đầu lên tiếng biện minh cho sự lựa chọn ấy. Còn quá sớm để bình phẩm về những cam kết, hứa hẹn của bà Lan cũng như những ý kiến về biện minh cho việc chọn quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi người dân không hề được quyền quyết định của mình, song đối chiếu những cam kết, hứa hẹn và biện minh ấy với tâm sự của những người đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, có thể thấy đang còn khoảng cách rất lớn để có thể thay đổi từ diện mạo cho tới hiệu quả hoạt động y tế trong cả nước. Tuần này, một bác sĩ tâm tình trên trang Facebook về sự kiện y tế Việt Nam có bộ trưởng tạm thời. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh với ông, chuyện một cá nhân ở trong hay ngoài ngành y làm lãnh đạo ngành này không quan trọng. Bởi theo ông, với một cá nhân là lãnh đạo, năng lực và sự tận tâm mới là thước đo chính yếu. Cũng vì vậy, lãnh đạo một ngành cần có năng lực nhìn thấu những vấn đề mình đã lãnh đạo đang đối diện. Có tri thức của ngành là một lợi thế, nhưng không có thì có thể học nếu quyết tâm. Bác sĩ Tuấn đã nêu ra hai vấn đề mà dường như không chỉ bà Lan nhìn chưa thấu. Vậy hai vấn đề mà bà Lan cần giải quyết là gì để ghi dấu ấn của mình trong lòng người dân? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Vấn đề thứ nhất là dường như cũng là nguyên nhân khiến y tế Việt Nam đối diện với rất nhiều vấn nạn gọi là y tế ngày càng lệ thuộc vào công nghệ. Bác sĩ Tuấn lưu ý, vì y tế ngày nay được xem như là một ngành công nghệ cao, không phải như thời đại của Hải Thượng Lãn Ông trị bệnh bằng cây cỏ, bắt mạch, bấm huyệt. Càng ngày, y tế càng lệ thuộc vào khoa học và công nghệ. Nói cách khác, giá trị mà ngành y tạo ra 10 phần thì công nghệ chiếm tới 9 phần. Còn lại cho nhân viên y tế chẳng là bao nhiêu. Ví dụ kỹ thuật mổ mắt bằng laser là 80 triệu đồng thì tiền chi cho công nghệ các loại hết 75 triệu đồng. Còn lại 5 triệu đồng dành cho nhân viên y tế. Đây là hình ảnh mua trang thiết bị y tế đắt tiền rồi về bỏ không. Các thông tin do báo chí trong nước điều tra thì có thể thấy rất nhiều thiết bị y tế đắt đỏ được mua nhập về nhưng lắp chiếu do thiếu đồng bộ và không có nhân viên chuyên môn biết cách vận hành các thiết bị này. Vấn đề thứ hai mà bác sĩ Tuấn nêu ra là đừng xem nhân viên y tế là một viên chức của nhà nước, bởi nếu cứ tiếp tục nhìn bệnh viện như một đơn vị hành chính có thu, nhân viên y tế như một viên chức phụng sự vô điều kiện thì nhà nước phải bao cấp suốt đời, mà càng bao cấp càng rối ren, không giải quyết được chuyện gì. Về cơ bản là không quốc gia nào có đủ tiền để bao cấp y tế cả, vì y tế ngày nay là chạy đua của công nghệ tiên tiến, là phải đầu tư vào chất xám, là phải thúc đẩy nghiên cứu và phát triển. Y tế không phải là cái thời của các nhà thương vào đó đầy tình thương rồi chết vì không có phương tiện hiện đại gì để cứu chữa cả. Có tấm lòng nhưng không có thực lực, không đủ năng lực thì cũng không làm gì được. Đây là hình ảnh các bác sĩ giỏi của Việt Nam xin nghỉ việc do đồng lương không đủ sống. Đơn cử là trường hợp bác sĩ H ở Đồng Nai, một người có năng lực và tận tâm với công việc nhưng mọi người đều bất ngờ khi anh xin nghỉ việc. Lý do là đồng lương không đủ sống và phải ôm đồm quá nhiều việc không thuộc chuyên môn của mình. Ở vị trí một bác sĩ Tuấn tin rằng xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật là để có chi phí y tế thấp như hiện nay, trong cơ chế chi phí chỉ còn mỗi chi phí dành cho nhân viên y tế là dễ bóp nhất. Còn các chi phí khác như hạ tầng, trang thiết bị, thuốc thì đâu có quyền thương lượng để mà bóp. Bóp người ta không bán thì chỉ không có cái mà dùng chứ biết làm sao đây. Nên chi phí thấp mà nền y tế Việt Nam có được là do bóc lột sức lao động của nhân viên y tế, mà sự bóc lột đó không phải là vài trăm, vài tháng, nó có hàng chục năm nay rồi. Tâm tình của bác sĩ Tuấn có hàng trăm người chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, rất nhiều người trong đó là các nhân viên y tế khắp nơi trong cả nước. Họ cảm ơn bác sĩ Tuấn vì đã nêu đúng thực trạng ngành y, nói dùm nỗi lòng của nhân viên y tế. Tuy có người hy vọng quyền Bộ trưởng Y tế sẽ nhận ra đâu là lõi, đâu là khúc mắc của y tế nước nhà, nhưng cũng không ít người không đủ niềm tin và cho rằng mọi thứ rồi sẽ trong vòng luẩn quẩn. Bệnh nhân tiếp tục chết theo đúng quy trình, bà Lan có biết hay chăng?